Ok, xin chào mọi người nha. Mình lại là mình Kim Luyến đây. Thì chào mừng các bạn đã tới với cửa hàng xe máy Bảy Vinh. Thì đầu tiên Luyến sẽ xin giới thiệu về địa chỉ cửa hàng của Kim Luyến luôn ha. Cửa hàng của Kim Luyến ở đường NE8, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì trong 2 ngày hôm nay á, là cửa hàng Kim Luyến là có về được rất nhiều em xe Vision luôn. Thì có 2 ngày thôi mà Luyến được nhận rất nhiều câu hỏi. Các bạn đi xe ngang qua cửa hàng á, hỏi rất là nhiều là Vision giá cả như thế nào. Tại vì như các bạn cũng đã biết là Vision hiện tại thì đang rất là cháy hàng luôn, không có luôn, không có hàng luôn, nhiều cửa hàng là không có bán Vision luôn á. Nhưng mà bên Luyến đã về đây được rất là nhiều em Vision để phục vụ cho các bạn, để coi như đáp ứng được nhu cầu phương tiện đi lại cho các bạn ha. Thì hôm nay Luyến sẽ xin review và báo giá cho các bạn về dòng xe Vision luôn ha. Thì hiện tại đây bên Luyến đang về được rất nhiều em Vision, đủ tất cả phiên bản luôn ha. Sắp tới dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nữa và các dịp lễ thì Kim Luyến sẽ nói luôn chương trình giảm giá và ưu đãi của cửa hàng khi có liên hệ với Kim Luyến luôn ha. Thì trước tiên thì Luyến sẽ đi vào báo giá trước ha, báo giá về phiên bản tiêu chuẩn của Vision. Vision thì các bạn đã biết là có 4 phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và cá tính. Thì hiện tại bên Luyến đặt về 3 phiên bản ha, phiên bản cao cấp, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Thì phiên bản tiêu chuẩn thì có 2 màu đỏ và màu trắng. Hiện tại cửa hàng Kim Luyến đang bán với giá là 36 triệu rưỡi. Còn đây là màu xanh nhám, là một phiên bản đặc biệt. Thì bên cửa hàng Kim Luyến đang bán với giá là 38 triệu rưỡi ha. Và đặc biệt khi Luyến sẽ nói về chương trình giảm giá luôn ha. Những giá xe Luyến báo này á, Kim Luyến đã áp dụng một chương trình là miễn phí tiền biển số huyện, từ bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 cho đến hết 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 luôn ha. Miễn phí tiền biển số đối với biển số huyện và thêm 1 triệu với biển số thị xã, và không cần trả trước đối với phiên bản tiêu chuẩn, và trả trước từ 5 triệu đối với phiên bản đặc biệt ha. Các bạn khi mua xe, nếu mà các bạn muốn lãi suất rẻ thì trả trước cho Kim Luyến từ 2 triệu đi, từ 2 triệu đối với phiên bản tiêu chuẩn, 5 triệu với phiên bản đặc biệt ha. Là các bạn đã có thể lên nghề ngay một em Vision rồi. Chương trình thứ hai là từ giờ cho đến ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì bên cửa hàng Kim Luyến đang áp dụng chương trình là miễn phí tiền biển số huyện đối với biển số huyện, và chỉ áp dụng khi liên hệ tới số điện thoại 0905 299 064 của Kim Luyến ha. Mọi người mua xe thắc mắc vấn đề gì cứ liên hệ qua số điện thoại, và đặc biệt là cửa hàng Kim Luyến có độ sơn theo màu yêu cầu khách hàng ha. Đây là những màu zin, hiện tại các bạn thấy là những màu zin. Nếu các bạn có thích những cái màu gì mà nó đặc biệt hơn, độc lạ hơn thì cứ gửi qua hình ảnh qua Zalo cho Kim Luyến. Kim Luyến sẽ độ màu chính hãng cho các bạn luôn ha. Mọi người khi mua xe có liên hệ với Kim Luyến sẽ được rất là nhiều ưu đãi luôn ha. Cứ chỉ cần tới trước cửa hàng nói là có coi YouTube của Kim Luyến, hoặc là có liên hệ với Kim Luyến thôi ha, là Kim Luyến sẽ trực tiếp hỗ trợ mình và hỗ trợ hàng ngàn phần quà ưu đãi khác nữa ha. Và chương trình này chỉ áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Hãy nhanh tay lên áp dụng miễn phí tiền biển số. Hồ sơ thì chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi là các bạn đã có thể mua xe trả góp rồi. Mặc định trên 18 tuổi, không nợ xấu, không trả trễ. Mình có thể nhờ người thân, người nhà, một người á có thể đứng được 2 đến 3 xe luôn ha. Mọi người nhanh tay liên hệ tới Kim Luyến 0905 299 064. Cảm ơn các bạn rất nhiều.